Từ thầy, nay con với thằng bạn con tìm tòi khắp nơi, cuối cùng cũng được gặp được thầy. Xin thầy hãy chỉ cho con cách vượt qua nôn nước November. Bằng mọi giá phải chiến thắng con quỷ trong người mình. Con muốn tự tay diệt con quỷ trong người con. Từ cái ăn thấy cái ăn có vẻ là chưa vượt qua được lắm. Tôi xin giới thiệu, tôi đã vượt qua được nôn nước November năm ngoái. Lợi ích đó của cái việc mà không có nút á. Cái anh nhìn này, có thấy được không? Anh mới được khai sáng vậy, tôi rất là cường tráng như anh này vậy. Thì cái tác hại của việc nứt đó khá là lớn, mà có vẻ như hai anh chưa có nhận ra được. Đầu tiên, khi mình nứt quá nhiều, anh sẽ mất tủy sống, mất máu 200ml máu một lần nứt, mất cả cuộc đời và thời gian và tiền bạc để nứt mà lại làm giàu cho những diễn viên đó. Chứ anh đâu có lường cái gì đâu, đừng cứ nuốt cho những thứ mà không nên nuốt. Vậy nên thì cái việc nứt đó nó chẳng có khác nào những lý mật trên lưỡi dao cả. Đừng cứ nuốt những thứ mà không bao giờ thuộc về mình, không đáng đâu. Hay thầy nói chi vậy? Dừng nứt ngay lập tức, thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách để vượt qua cái này. Ok, chúng ta bắt đầu. Cảm ơn thầy, con sẽ thực hành. Đầu tiên, bạn phải xóa Twitter. Thứ hai, bạn phải xóa Telegram. Xóa cái VPN, cầu nối con mọi tội lỗi. Đã xóa cầu nối của sự tội lỗi. Em à, chúng ta ngưng nói chuyện một thời gian nhé. Thưa thầy, chúng con đã hoàn toàn thanh tịnh, sẵn sàng thực hiện những bài học của thầy. Quyết tâm. Anh em mình nhớ tắm nước lạnh và thiền định 30 phút mỗi ngày. Hãy khá là sự năng cực. Lucky lucky girl, she got married to a boy like you. Sau khi giữ được cả hai cái đầu lạnh, tôi đã không còn nhớ người yêu cũ và cuối cùng đã học cách yêu bản thân rồi. Meanwhile, sau một tuần thực hành lý thuyết của thầy Ken, tôi cuối cùng cũng đã có thể tội nghiệp. Bây giờ mới hiểu cảm giác của Thiên Kiều, mới hiểu cảm giác của Mia Khalifa bị người ta lừa 11 bộ phim. Mày nghe thấy tiếng gì? Có tiếng gì vậy? Hình như là ăn ba tô cơm. Tao cũng nghe ăn ba tô cơm. Lạ vậy? Tí nữa về hỏi thầy. Dạ thưa thầy, hôm nay con đi ăn cơm, con chỉ ăn một tô thôi, nhưng mà con cứ nghe một tiếng giọng văng vẳng ăn ba tô cơm. Liệu rằng việc này là như thế nào hả thầy? Đúng rồi thầy, không chỉ thằng này nó nghe mà con cũng nghe nữa. Một cái tiếng ăn ba tô cơm liên tục, đôi khi nó còn kêu con đi ăn cam Mỹ nữa. Không dám nghĩ tới. Đó là con quái vật ăn ba xỉn. Vào tuần thứ hai, cái người sẽ thấy nó. Bất kỳ cái người yếu nhất, nó sẽ vồ vào và lấy hết năng lực của cái người một cái người nhút. Vì nên thay vì ăn ba tô cơm, ăn hai tô cơm thôi. Cảm ơn thầy. Không có gì. Thầy ơi, thầy ơi. Anh ba xỉn. About the blow. Chúng ta ăn ba tô cơm không? Thằng bạn em nó bị sao rồi? Sao nó cứ kêu anh ba xỉn với anh ba blow liên tục vậy? Để ta coi. Ta đã làm gì thế này? Sao lại nhớ người yêu cũ à? Sau hai tuần sức mạnh nó đã nuốt đi hết rồi. Người bạn nó bị mất riêng trắng. Đúng rồi, nó không còn là đệ tử của ta nữa. Ra khỏi cái đường này ngay. Quá hư. Quá hư. Tại sao mày lại nuốt? Quá hư. Con sẽ không ngủ nữa. Không được ngủ. Ngày cuối rồi. Anh phải xỉn đừng hòng bắt tao. Thầy, thầy đến để giúp con vượt qua ngày cuối cùng đúng không? Không. Thầy đến đây là lấy tinh hoa của ngươi. Anh bé xỉn, thì ra chút giờ mày là anh bé xỉn. Mày đừng không lấy được tinh hoa của tao. The power of pussy compels you. Anh bé xỉn. Step brother, step brother, step sister, step mother, step nephew, step niece, step auntie, step grandfather, step grandmother. Anh bé xỉn. Anh bé tụt cơ.
tinh hoa là ngon đó. Nhớ ngày này năm sau ta sẽ quay lại.